Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hành chính thành phố đã diễn ra chương trình đối thoại tháng 3 giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì buổi đối thoại. Chương trình đối thoại tháng 3 được tổ chức vào tháng thanh niên hàng năm là diễn đàn để lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Năm nay với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số, các đại biểu thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các nội dung về nghị quyết số 05 của Thành ủy và đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các chủ trương, chính sách của thành phố nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh chuyển đổi số đang được Đà Nẵng xác định là động lực để giải quyết các điểm nghẽn, tạo sự đột phá trong phát triển thành phố, hướng đến xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái hiện đại, thông minh, đáng sống. Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, thanh niên không thể đứng ngoài công cuộc này. Đoàn thanh niên và thanh niên phải tiếp tục làm gì trong cái chuyển đổi số lần này? Thì đây cũng câu chuyện đặt ra mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Chúng ta những năm vừa qua thì làm cũng khá tốt, nhất là cái tổ công nghệ số cộng đồng. Mà tổ công nghệ số cộng đồng này, cái nòng cốt hạt nhân là thanh niên thì được xem là lời giải cho chuyển đổi số, cách mạng toàn dân và chuyển đổi số hiện nay. Tôi cũng đề nghị là đoàn thanh niên cũng hết sức quan tâm, nghiên cứu đến hoạt động tình nguyện trên cái môi trường số, xây dựng cái hệ thống website, cái fanpage đồng bộ của tất cả cơ sở đoàn, rồi nâng cao cái lực tương tác theo dõi của trang mạng xã hội về công tác thanh niên, rồi tổ chức các cái trào lưu tích cực trên mạng xã hội, rồi tổ chức các cái cuộc thi ý tưởng sáng tạo về ứng dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực vấn đề sẵn quan tâm. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị tổ chức đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn đồng hành tạo điều kiện để thanh niên thành phố cống hiến, phát huy năng lực, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ra mắt chuyên mục Hiến kế chuyển đổi số trên Tổng đài Dịch vụ Công thành phố.